Cách đây ít giờ đồng hồ tại Đại Cung điện Kremlin, thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc lời tuyên thệ nhậm chức, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ 5, kéo dài 6 năm. Lễ nhậm chức của Tổng thống Vladimir Putin diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng nghìn quan khách, bao gồm các thành viên của các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp của Liên bang Nga, cùng đại sứ nước ngoài, doanh nhân, quân đội và báo giới. Quan chức ngoại giao của 7 nước Liên minh châu EU, trong đó có Pháp, cũng đã tham gia sự kiện này. Hiến pháp Nga quy định chính phủ cũ phải từ chức sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử. Thời hạn để thành lập chính phủ mới là một tháng. Trước đó vào ngày 6 tháng 5, Tổng thống Putin đã tổ chức cuộc họp cuối cùng với nội các sắp mãn nhiệm, bày tỏ lòng biết ơn về công việc của họ trong những năm vừa qua.